Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình đang ra bãi biển và đi với con xe Chevrolet Spark này. Cũng rất vui được chia sẻ đến anh em là một cái con xe nó nhỏ gọn thôi. Lúc chiều mình có đi chỉnh qua nước mát của nó một chút. Đấy, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì ra cảnh biển đây. Con xe Spark của em khá là ok, khá là ổn. Đấy, em đang ở trên đê và cái con xe của em nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà có võ. Thực tế là lúc trưa em có đi cái đường bằng phẳng ấy. Đi cái đường nó cũng khá là thoải mái, chạy cũng đóng 8-90 bình thường các bác nhé. Vẫn ngon. Và các bác xuống xem thăm biển quê em tí nhá. Các bác hãy cùng em xuống đây thăm biển quê em một chút. Đấy, thì bây giờ em sẽ bấm cái remote của con xe kia xuống một chút này. Khóa. Đây em sẽ khóa cái cửa vào. Đó, đèn nháy rồi. Đèn nháy rồi, khóa cửa yên tâm. Xe rẻ rẻ tiền thôi nhưng mà vẫn cứ ngon các bác ạ. Đây em mới mua cái ghim, cái gậy gậy rẻ rẻ đây nhưng mà nó khá là chắc chắn. Đấy các bác ạ, rẻ rẻ thôi nhưng mà khá là chắc chắn. Thì em giới thiệu các bác là vừa xong một cái video. Đấy, cái gậy này nó nhỏ nhỏ nhưng mà khá là chắc chắn. Đây, em đang đi ở dưới cái đê chỗ này thì cơ bản là hôm nay nước biển này, nước biển nó xuống rồi, nước biển nó mát rồi. Đây, đi xuống đây cảm giác rất là đã. Thực tế là cảm giác đã cực luôn. Bởi vì khi lúc gần tối này cảm giác cái thời tiết nó mát mẻ và cảm giác cái biển nó có gì đó se se lạnh nhưng mà có gì đó nó sẽ khá là thoải mái, cái không khí rất là thoải mái. Em không đi phượt ở những cái đường nó đông người như trước kia nữa tại vì dịch bệnh rồi. Đấy, bây giờ là rẻ rẻ tiền nhưng mà có tiền đi ô tô đấy các bác ơi. Hôm nay tranh thủ là em đi chấn chỉnh lại cái con xe Spark kia một chút. Về cái hệ thống nước mát, tranh thủ là đi quay video luôn. Thời tiết lạnh mấy hôm em đi ship mà ho quá. Đấy, tranh thủ là đi ra đây. Ra đây thì khá là mát mẻ này. Hiện tại là vào lúc hoàng hôn chiều tối rồi. Nhưng mà cái các bác thấy là cái gậy của gậy lúc em mới mua. Đấy, và bây giờ đi phượt, đi chơi ở quê thôi nhưng mà cảm giác nó có không khí rất đã, lánh xa thành phố các bạn. Đó. Hôm nào em sẽ rủ bạn bè đi chơi một chuyến mới được. Cho nên là các bác bảo là đi xe máy nhiều lúc em cũng bảo các bác nghèo thì nghèo, đi ô tô vẫn sướng hơn các bác nhé. Đi ô tô vẫn sướng hơn. Đấy. Hiện tại thì hoàng hôn rồi. Đây, cho các bác ngắm biển quê em nhá. Biển thì khá là sạch sẽ. Đây. Đê biển này, đằng kia là cái nhà thờ đổ của Hải Lý. Đấy, các bác. Đi chơi vào lúc này thì khá là sướng. Phía xa xa kia là cái bãi biển thoai thoải và cảm giác nó sạch sẽ, nó không có cái gì bẩn. Mà hôm nay thủy chiều xuống là rất là đẹp. Đây này các bác này, bãi cát này. Sắp tới em sẽ mua một cái flycam để làm video clip và sẽ quay. Thì tất nhiên flycam sẽ bị cấm bay nhưng mà em sẽ quay chỗ xa lánh khu dân cư, xa lánh khu biên giới thì chắc chắn là được. Mình 95% anh em quay là chủ yếu là quay trộm thôi. Đấy, quay là lách luật thôi. Chứ mà thực tế flycam mà các bác mà quay ở những cái vị trí nhạy cảm như kiểu đường biên giới quốc gia hoặc là những cái nơi mà có nhiều biên phòng đóng thì chắc hẳn là các bác sẽ gặp một vấn đề lắc lối xảy ra, không cẩn thận là tịch thu cả flycam. Nhưng em vẫn hiện tại thì em vẫn làm những cái video clip mà có những cái gì đó mà liên quan về xe cộ và đi phượt, đi chơi một chút. Đấy.
Hôm nay thì em ra biển hơi muộn tí nhưng mà em vẫn cố gắng em ra. Khi mà ra tới cái vị trí này thì chắc chắn là nó có gì đó nó thoải mái hơn, có gì đó nó thích thú hơn. Khi mà các bác mà đi làm, ví dụ như kiểu làm trong công ty, làm trong những cái nhà xưởng, nó ồn ào và nó đau đầu lắm. Khi nghe sếp chửi rồi các kiểu, các đại điểu rất là đau đầu. Nhưng mà khi mà các bác đi thỉnh thoảng mà đi ra chỗ đường đi phượt một chút, đi đâu đó một chút, kia cái nhà thờ đổ ở quê Hải Hậu Nam Định, Hải Lý Hải Hậu Nam Định, thì rất nhiều bác đã quay video clip đấy. Nhưng hôm nay em chỉ quay video clip chia sẻ các bác là đi phượt bằng con ô tô Spark kia thì không lo mưa rét và cũng không lo có cái vấn đề gì đến tất cả mọi người đấy, thì không sợ mưa rét nữa. Tuy rằng em cũng khá là nghèo thôi nhưng mà em sẽ làm cái gì đó để mình cũng nghèo nhưng mà không đến nỗi khổ đấy. Bây giờ em sẽ lên chỗ cái con xe của em, các bác hãy cùng em lên chỗ con xe nhá. Bây giờ nó cũng gần tối rồi, trời lấp tối rồi đấy, nhưng mà cái con điện thoại của em nó quay cũng khá là ổn định nên là chắc chắn là cũng vẫn thu được cái hình ảnh nó tương đối sáng, nó tương đối ổn. Trời mùa này mà ngồi ngắm mây trời thì quá tuyệt vời. Đây, đê biển quê em này, đê biển này đi lên đây cũng đi giật nồi cũng vẫn khá là ok. Cho nên là các bác có tiền thì cứ mua xe đi nhá. Con xe này chạy sướng lắm. Nói chung là SH gọi SH thì không qua được con Spark rồi. Các bác ngồi ô tô vẫn sướng hơn. Đấy, các bác chia sẻ niềm vui với em là bởi vì em cũng gọi là từ dân mê xe máy, không có tiền nhưng mà vẫn mua ô tô, vẫn đua đòi. Thì có truyền cảm hứng cho các bác nào mà đang muốn mua con xe cỏ thì các bác mua con Spark như của em cũng được. Không cần gì thiết thì phải, nó hào nhoáng quá, không cần thiết phải mua con xe 300-400 triệu, 500 triệu làm gì. Khi mình chưa có, mình mua những cái con xe nó to, mua những cái con xe nó đắt tiền thì các bác lại vào cái bẫy tài chính, thì khi đấy thì các bác lại tốn rất là nhiều tiền nuôi nó. Thì khi mà mình mua một con xe mà lại tốn rất nhiều tiền nuôi nó thì khi các bác còn nghèo chắc chắn các bác nuôi nó không nổi đâu ạ. Đi ô tô là phải có tiền và đi ô tô là phải có thật nhiều tiền thì mới đi ô tô. Còn mấy em còn ít tiền thì em chơi con nhỏ nhỏ này thôi. Thì cũng rất vui chia sẻ những video clip đến tất cả các bác, chia sẻ video clip đến tất cả mọi người. Và video clip này em xin dừng tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video clip lần sau. Xin chào các bác nhé.